Chà cái cần cổ nghĩ giờ chịu hết nổi chứ. Chà nhiều đi. Phương pháp nhanh gọn lẹ hiệu quả, không cần phải uống thêm bất cứ thứ gì. Chúng ta xoa trực tiếp lên vị trí đau, nó ngấm vào cái vùng đau, tiêu diệt những vôi gai dịch mũ bên trong, nó trả lại bộ khung xương hoàn toàn bình thường cho mình rất là nhanh anh chị. 2 ngày đến 3 ngày là anh chị nhẹ rồi, 2 tuần đến 4 tuần thì hoàn toàn bình phục, đau nhất kiểu gì nó cũng hết, mà còn làm miễn phí nữa chứ. Sao không tới cho lẹ đi? Có nhiều anh chị lạ lắm, đau nhất xương khớp mà đợi rủ ai đi cùng cho vui thì mới đi, còn không thôi ở nhà. Trời ơi, đau nhất mình đau nhất chứ họ có đau nhất đâu mà đợi rủ ai đi cho vui. Mình đau thì mình lo, mình đi cho lẹ đi. Rồi tới đây em giúp cho. Các anh chị sẽ được chăm sóc hoàn toàn miễn phí cho đến khi hoàn toàn bình phục. Anh chị không phải lo gì cả. Có người chăm sóc cho anh chị, có đại lực hoàng sử dụng miễn phí luôn. Không có lo. Để cho em lo nha. Rất là nhiều năm Lê Dũng đã giúp cho hàng vạn bà con rồi. Sắp tới là các cô chú ở đây sẽ được giúp đỡ như vậy. Và những anh chị nào có duyên xem cái live stream, xem cái video của Lê Dũng cũng sẽ được giúp đỡ như vậy. Anh chị sẽ nhanh chóng bình phục. Những anh chị nào có ba mẹ đau nhức xương khớp, hãy cho ba mẹ cơ hội tới trung tâm xương khớp miễn phí của Lê Dũng anh chị nha. Đây là trung tâm xương khớp miễn phí. Cảm ơn xương Dũng nha.